Xin chào bạn đầu xin sắp về bước đây. Hôm nay mình sẽ một tập nâng cấp cậu nhỏ cho một chị hợp viên nam 31 tuổi. Các bạn thấy là cái cậu nhỏ của bạn ấy lúc xìu 7 cân rưỡi. 1 cân rưỡi các bạn. Bạn này là bạn ở trong Sài Gòn. Thì cái chu vi là 8 phần 7 cân rưỡi 8 phần. Bên này cũng đã cắt bao quy đầu rồi. Cắt bao quy đầu rồi. Xong trước. Nếu các bạn mà cắt bao quy đầu thì mình sẽ đi cái đường này thì nó sẽ thuận lợi hơn các bạn. Còn khi nó cắt thì cũng được, trừ khi trường hợp mà cái vết mổ cắt bao quy đầu nó xấu lắm, xấu quá thì mình hãng đi cái đường cũ mình sửa sẹo luôn. Còn thường thì mình sẽ đi cái đường gốc thôi. Sẽ tập kỹ hơn. Xong rồi đánh dấu cái giữa này. Xong rồi khô hồ cho nó nhanh rồi. Đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật làm to là bằng cái miếng phá đây bây giờ các bạn thấy là nút xuất mổ nó rất là bé thôi nhưng mà sau mổ các bạn thấy là to khủng khiếp. Mình sẽ đo kích cỡ nhé, chiếc mổ thì nó được khoảng mấy phần, chiếc mổ là mấy phần. Nay mổ nhiều quá chả nhớ. Sau mổ bác đấy là 10 phân rưỡi này. Chu vi trước mổ là nó được 10 phân rưỡi luôn.